Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục cần câu. Đầu tiên là một cây cần Daiwa, cần súp Daiwa 3 mét nha mọi người. Súp Daiwa 3 mét. Đây, khoan của nó khoan nhựa nha. Có những cái nó bị nứt như thế này nè, còn cái này không nứt này. Mình coi như là khoan hư hết nha, chỉ còn đầu bu với phôi cần với bát thôi nha mọi người. Một lóng, hai, ba. Đây này ba lóng thôi nha mọi người. Bát Fuji FX7 nha. Cần dài 3 mét, thu vào là 1m17, đột là 2,6 ly, cân nặng là 310g. Số 1. Số 1 120.000 nha mọi người. Số 2 là một cây cần tay Olympic. Tay Olympic. Đọc của nó đây. Đấy. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Năm lắm nha mọi người. Cần này hiện tại dài 4m4, thu vào là 1m02, đọt 0,8 ly, cân nặng là 200g. Số 2 80.000, thập 70.000, số 2 70.000. Số 2 70.000 nha mọi người. Số 3 tiếp tục một cây cần tay 3m6. À. Đọc của nó là nha mọi người. Đọc lớn. 1 2 3 4 4 lóng nha mọi người. 4 lóng. Thằng này dài 3m rưỡi, thu vào là 1m03, đọc 2 ly, cân nặng là 160g. Đây là cái số 2. Số 3 60. Số 3 60. Số 4 là một cây cần Olympic 3 khúc. Cần Olympic nha mọi người. Olympic 3 khúc nha. Cần này 3 khúc. Thì khoan thì còn được một khoan, hai khoan. Nó hư có một cái khoan chỗ này này. Đấy, cần này chỉ có 3 khoang và một đầu bu mà hư một cái khoang đây rồi. Đấy, về mọi người tự thay nhé. Đầu bu nó bị hư này. Đấy. Đọt. Ok. Cái này dài 3m3, thu vào là 1m19, đọt là 2,4 ly, cân nặng 360g. Số 4. Cây này 130.000. Số 5 là một cây cần tay Ryobi Made in Korea xuất Nhật này. Đấy. Đọt đây. Hai, ba, bốn,
năm năm lóng nha mọi người, năm lóng. Cân này hiện tại dài 4 mét, thu vào là 1m03, độc 0,6 ly, cân nặng là 210g. Đây là cây số 6, số 5. Số 5. 80. Tiếp theo số 6. Số 6 là một cây cần Uban. Uban nha mọi người. Này, cho chú mua cái cây cần số 4 hay là số 9 gì cũng được, mới đăng trong ngày nay đó, thì mấy cây cần mà hư bách á. Đâu có biết ở đây đâu. Này, cần 39 Bát Fuji FX7 súp nha mọi người, cần súp nhé. Phan thì nó coi như hư hết rồi, mọi người về tự thay khoan nhé. Còn đầu bu với bát thôi cần thôi. 1, 2, 3, 4 nha mọi người, 4 lắm. Cái cần này dài 3m7 này, thu vào 1m07, độc 2,8 ly, cân nặng là 320g. Đây là cái số 6. Số 6. 90. Tiếp theo số 7 là một cây cần hiệu Ebisu, cũng chất liệu phíp nha mọi người, cần hôm nay còn phíp hay không. Đột một hai ba bốn năm sáu bãi lóng nha mọi người, bãi lóng tất cả. Đây, cái cần dài 5m2, thu vào là 88cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 310g. 310g nhé. Đây là cái số 7. Số 7. Đây này 70. Số 8. Số 8 là một cây cần tay, cây này chế rồi. Cây này người ta thay lóng rồi mọi người. Này, thay cái lóng đây thành nắng dư như thế này. Cây này mấy 2m6 à. Này, đọt. Chế thì vẫn xài được nhưng mà ngoại hình thì không có được được đồng bộ cho lắm thôi nha mọi người. Đấy. Ồ, cái lóng dưới này nó cũng bị đứt, nó mới chay dưới này rồi. Đấy, chỗ này nó cọc gia cố đó. Đấy, cái này về mọi người làm được gì đó là lấy đọt cũng được. Đây, dài 2m6, thu vào 76cm, đọt của 0,8 ly, cân nặng 120g. Đây này cái số 8. 30.000. Số 8, 30.000. Số 9 là một cái cần súp Daiwa 2m4. Đấy. Khoan của nó thì mình coi như hư hết khoan rồi, còn độ bu với lại bát thôi cần thôi. 1 2 3 lóng. Bát Fuji. Cái cần dài 2m4, thu vào 92cm. Đọt là 2,5 ly, cân nặng 210g. Đây này cây số 9. Số 9.
80. Số 9 80. Số 10 là một cây cần tay kinh tên. Đấy. Thân nhỏ lắm dài. Đây, đọt của nó đây, đọt của nó như bị gãy một đoạn rồi. Gãy một đoạn đây nha mọi người. Đó, gãy một đoạn rồi. Người về có thể thay đọt hoặc là chế đọt mảnh lại tùy mọi người. 1 2 3 4 lắm nha mọi người. Cần này hiện tại dài 3m3, thu vào 93cm, đọt là 2,5 ly, cân nặng là 80 gram. Đây này cái số 10. Số 10. 50. Số 10 50. Số 11 đây cũng một cây cần tay. Thân nhỏ lắm dài nha mọi người. Thân nhỏ lắm dài. Đây, đọt của nó còn bị gãy một tí thôi. Đấy, đây. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người. Cần dài 2m7. Đấy, bị gãy một tí cho đầu u thôi. Đấy, cũng tương đương 2m7. Thu vào là 1m02. Đọt là 0,8 ly. Cân nặng là 60g. Cái này cái số 11. 50 này. Số 12. Đây, cũng một cây cần tay. Lóng dài thân nhỏ nha. Đây, đọt của nó. Một lóng, hai, ba, ba lóng tất cả nha mọi người. Cần này hiện tại dài 2m3, thu vào là 92cm, đọt là 1,2 ly, cân nặng là 80g. Cái này cây số 12. 12, 40. 12, 40 nha mọi người. Tiếp tục một cây cần súp 36. Đây, bốn khoang, mình coi như bốn khoang này hư hết nha. Còn chỉ còn đầu bu với cái bát với lại cái phôi cần thôi. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người. Đấy, bát Fuji FX7 này. Cần dài 3m rưỡi. Đây, như nó bị gãy 10 phân đọt rồi. Dài 3m rưỡi, thu vào 1m02, đọt là 2,6 ly, cân nặng là 320g. Rồi số 13. 13 90. Số 14. 14 là một cây cần tay hiệu Ebisu. Đây, tay này cũng thuộc dạng mini thôi. Đấy, đọt này. Ok. Lóng của nó khá ngắn. Này, đây này như cũng có bị gãy, bị hơi chêm chêm rồi nha mọi người. Đây. Đây, có bị gãy bể nha mọi người. Này, có bị gãy bể, người ta chêm lóng luôn này nè, sẽ tục ra nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây. Mấy cái lóng nó bị mòn mòn mẻ mẻ chỗ này nha mọi người. Mòn mòn mẻ mẻ như thế này. Đấy, mấy cái lóng này nó cũng bị mòn mòn như thế này nhé. Cái này dài 3m6, thu vào 57cm, đọt 0,8 ly. Cân nặng là 160g. Cây này cây số 14. 30.
14, 30. Số 15 là một cây cần kim tên. Thân nhỏ lóng dài nha mọi người. Đấy, nó có 3 lóng. 3 lóng nha. 1, 2, 3. Đấy, cái cần này là dài 2m6, thu vào là 1m2 đột, 1m02 á, đột là 1 ly, cân nặng là 60g. Nè, cái góc chỗ này nó bị đập. Nó bị đạp nứt nha mọi người, bị đạp giật nè. Chứ không có sao cả, mình cầm ở đây này thì không vấn đề gì nhé. Góc này nó bị đạp nứt, nó thẩm mỹ thôi chứ nó không liên quan gì cả. Đây này, cây số 15 40.000. 15, 40.000. Số 16 tiếp tục một cái cần tay Uban. Cần này thân nhỏ lóng dài nha mọi người. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng nha. Cái này dài 2m rưỡi, thu vào 1m02, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 60g, cân nặng 60g nhé. Đây là cây số 16, 16, 50. Mười bảy là một cây Daiwa Sub 36 nhé. Đây, bát Fuji FX7 này. Fuji FX7 nha mọi người. Đây. Cây này thì câu lục cũng được mà bạc bãi cũng được nha. Mình câu như vàng khoan hư hết nha mọi người. Câu như vàng khoan hư hết. Đấy, chỉ còn đầu bu này. Với lại cái bát với phôi cần để mọi người về tự thay khoan nhé. 1 2 3 4 4 lóng nha mọi người. Này, cần dài 3m55, thu vào là 1m08, đột 2,7 ly, cân nặng 460g. Cái này cây số 17 170.000. 17 170.000. Số 18 là một cây cần tay tiếp. Đây. Chất liệu phíp hết nha mọi người. Hôm nay chất liệu phíp không à. Đây, đọt của nó. Đọt của nó có lẽ bị gãy một đoạn rồi. 1 lóng, 2 lóng, 3, 4, 4 lóng nha mọi người. Cái cần này dài 3m7, thu vào là 1m03, đọt là 2,2 ly, cân nặng 160g. Cái này cái số 18. 18, 70. Số 19 cũng là một cây cần tay. Cây này thì bị cái nắp vặn chân cần cái này nó cũng bị mất, người ta dán bằng keo này cho nó khỏi tục ra nhé. Dài 3m6, thu vào 98cm, đọt là 1,8 ly, cân nặng 140g nhé. Này, đọt của nó đây. 1 lóng, 2, 3, 4 lóng nha mọi người. 4 lóng. Cái cần này cần số 19. 19. 70.000.
20 là một cây cần tay thân nhỏ lóng dài nha mọi người. Thân nhỏ lóng dài. Này, đọt. 1 2 3 lóng. Đấy. 3 lóng nha. Đấy. Cái cần này dài 2m4, thu vào là 86 cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 60 gram. Đây là cây số 20. Đây là cây số 20. 20 50 nghìn. Hai mươi mốt là một cây cần súp. 39. Này, coi như bóng cái khoang này hư hết cho mọi người, về mọi người tự thay nhé. Bóng khoang này coi như hư hết, về mọi người tự thay. Mình chỉ bán cho mọi người là tính là đầu bu phôi cần với lại bát thôi. Đây, 1 2 3 4, 4 lóng nha. Khoan là thì tính hư hết vậy cho mọi người thay. Bát Fuji FX7 này. Cái cần này dài 3m9, thu vào là 1m11, đọt là 3,7 ly, cân nặng là 460 gram. Cái này cái số 21. 120 nghìn. 21 120 nghìn. 22 là một cái cần 2 khúc. Đây, nhựa đặc nha mọi người, nhựa đặc. Đây, bát vặn nhựa nha. Ok, dài 1m6, thu vào 85 cm, đọt là 2,2 ly, cân nặng là 140 gram. Ok, đây là cái số 22. 40 nghìn. 22 40 nghìn. Nó còn hai cái khoang, hai cái khoang, nó mắc một khoang chỗ này nha mọi người. Hai cái khoang, nó còn hai cái khoang này với đầu bu thôi. Còn lại mắc một cái khoang chỗ này. Về người tự xử nhé. Đây. Tiếp theo. Cái số 23. Cái cần 2m4 này. Khoan nè, khoan còn đá đồ ok, chỉ có bị hơi bị hoang rỉ thôi. 1 2 3, 3 lóng. Bát vặn này, móc kim loại này. Đấy. Dài 2m4, thu vào 86 cm, đọt 2,2 ly, cân nặng 160 gram. Cái này cái số 23. 23. 90 nghìn. 24 là một cây cần súp 3m9. Đây. 39, cây này thì bật bãi cũng được. Nó bị mắc cái nắp vặn chân cần nha mọi người. Dài 3m9 này, thu vào 1m08, đọt 2,6 ly, cân nặng là 310 gram. Bát Fuji FX7 nha, Fuji FX7 nha. Đây, coi như bốn cái khoang này hư hết nha mọi người. Coi như bốn cái khoang này hư hết, về mọi người tự thay. Mình không có tính cái đấy. Đọt này. 1 lóng, 2 3 4 4 lóng nha mọi người. Là số 24. Cái này 90 nghìn. Hai mươi lăm là một cây cần Shimano Holiday Spin 10. Đấy, bát Fuji trượt nhé.
Đây. Khoang thì mình coi như hư hết, chỉ còn cái đầu bu Fuji với lại phôi cần và bát thôi nha mọi người. 1 2 3 lóng. 3 lóng nha. Cái này dài 2m9. Thu vào là 1m09, đọt 2,4 ly, cân nặng là 240 g. Cái này cây số 25. 101. 25 101. Đây. 26. 26 cây cần này. Cây cần này một khúc thôi. Cần này một khúc. Có cái bát Fuji này. Này. Có đọt thì nó bị gãy một đoạn rồi. Nó còn chỗ này, còn một khoang, hai khoang, ba khoang, bốn khoang, năm khoang. Năm khoang với bát Fuji nhé. Đấy. Ok. Này, đọt của nó đây. Rồi, cái này cây số 26. 26. 30.000. 26 30.000. Đó. Nó dài 1m, đọt 2,9 ly, cân nặng 100 g. Đấy nha mọi người. Rồi, cảm ơn người đã dành thời gian theo dõi video hôm nay của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786555599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình với ship code. Và mọi người trước khi nhận hàng thì mọi người phải mở hàng ra kiểm tra xem cẩn thận, xem có bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển, hoặc là bị sai sót gì trong quá trình gói hàng không nha mọi người. Đấy, có đúng với trên video hay không. Đấy, có gì báo cho bên mình để hỗ trợ giải quyết nhé. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà mọi người không xem hàng mà cứ nhận hàng xong rồi mới báo mình bị này bị kia. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.